MU giật đuổi tỷ số kịch tính với Barcelona. Hơn 90 phút vô cùng hấp dẫn lượt đi vòng playoff Europa League mùa này giữa Barcelona và MU tại Nou Camp vừa khép lại rạng sáng nay. Hiệp 1 diễn ra vô cùng giằng co khi cả hai đội đều có những cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Tuy nhiên cả Lewandowski cũng như Sancho và Rafinha đã không tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều. Tuy nhiên trái ngược với hiệp 1, hiệp 2 bàn thắng xuất hiện liên tiếp. Barca có được bàn mở tỷ số nhờ pha bật cao đánh đầu của Marcos Alonso sau quả phạt góc của Rafinha ở phút 50. Thế nhưng niềm vui của Barca không tồn tại lâu, bởi chỉ 3 phút sau, Rafinha đã quân bình tỷ số cho MU sau một nỗ lực sút góc hẹp để quyết đoán. Tới phút 59, một lần nữa số 10 để lại dấu ấn với pha đi bóng qua người bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Casemiro. Bóng sau đó chạm người của Jules Koundé bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Barcelona. Kịch tính lên đỉnh điểm ở phút 75 khi Barca bất ngờ có bàn thắng thứ hai theo cách vô cùng bất ngờ. Người lập công là Rafinha với quả tạt cực căng nhắm thẳng vào khung thành, đưa bóng đi qua khe chân của cả Lewandowski lẫn Varane trước khi bay vào lưới. Trong những phút cuối, Barca liên tục dồn ép bắn phá khung thành của De Gea nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả hòa hai đều này, MU là đội nắm được lợi thế khi được đá lượt về trên sân nhà Old Trafford sau đây một tuần, trong bối cảnh Barcelona tổn thất với Pedri chấn thương, còn Gavi bị trao giỏ. Kết quả những trận đấu đáng chú ý còn lại tại Europa League đêm qua: Salzburg thắng 1-0 Roma, Juventus hòa 1 đều Nantes và Bayer Leverkusen thua 2-3 AS Monaco ngay trên sân nhà. Chelsea quyết mua Neymar. Mặc dù mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ không nồng thắm cho lắm sau vụ mua hột Hakim Ziyech của PSG, Todd Boehly vẫn gặp mặt với người đứng đầu của tập đoàn Qatar Sport Investment, bởi Boehly quan tâm tới Neymar ngay từ lúc tiếp quản Chelsea. Cầu thủ người Brazil được đồn sẽ chia tay PSG sau mùa giải này, bởi PSG không còn quá thiết tha giữ anh lại. Neymar không còn là một vụ đầu tư xứng đáng trong bối cảnh Paris Saint-Germain vẫn chưa giành được Champions League. Và năm tới, họ sẽ bắt đầu bị UEFA soi về vấn đề tài chính. Đã có tin PSG tính đến chuyện chia tay một trong ba siêu sao tấn công của họ. Và trong khi Mbappe vẫn còn trẻ và ở đỉnh cao phong độ, còn Lionel Messi vẫn đã tốt và là một sức hút lớn ở bất cứ nơi đâu anh đặt chân tới. Neymar không những đã 31 tuổi mà còn hay chấn thương. Tờ Le Parisien tại Paris cho biết tỷ phú người Mỹ Todd Boehly, chủ tịch của Chelsea, đã có mặt tại Paris để có cuộc gặp quan trọng với Nasser El-Khelaifi, chủ tịch câu lạc bộ PSG. Cuộc gặp xoay quanh nhiều chủ đề, nhưng quan trọng nhất và được chú ý nhất không gì khác là ý định mua Neymar của Chelsea. Khó khăn cho PSG lẫn Chelsea là Neymar đang có 2 năm hợp đồng với Paris Saint-Germain, thậm chí còn có điều khoản cho phép cầu thủ này kích hoạt gia hạn thêm 1 năm nữa, nên Neymar có thể rảnh rang đút túi tận 90 triệu euro trong 3 năm tới. Chelsea sẽ phải trả những khoản tiền lương cực kỳ khổng lồ để Neymar nghĩ tới việc từ bỏ bản hợp đồng đó. Erling Haaland ghi bàn nhiều hơn cả đội Chelsea cộng lại. Có tới 9 đội bóng tại ngoại hạng Anh lúc này có tổng số bàn thắng hoặc là ít hơn so với những gì Erling Haaland đã làm được. Đáng chú ý trong số này là Chelsea, đội bóng của Sir Stamford Bridge mới chỉ có 23 bàn sau 22 trận, còn ít hơn 3 bàn so với tiền đạo người Na Uy. Trước khi bước vào trận đấu với Arsenal, Erling Haaland đã phải nhận một vài chỉ trích vì luôn biến mất trong 4 lần làm khách của những đội bóng nằm trong nhóm Big Six. Tuy nhiên, những lời đàm tiếu này đã bị thổi bay sau 90 phút tại Emirates. Tiền đạo người Na Uy đã sút tung lưới Arsenal để ấn định chiến thắng 3-1. Đó là bàn thắng thứ 32 trong mùa giải này của tiền đạo người Na Uy cho Man City, chỉ sau 30 trận đấu ở mọi giải đấu. Tính riêng ngoại hạng Anh, Erling Haaland đã có được 26 bàn chỉ sau 22 trận. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Man City trong một mùa giải. Trước đó, Sergio Aguero từng có được thành tích này ở mùa giải 24-25. Tuy nhiên, Aguero cần tới 33 trận để đạt được thành tích ấy, trong khi con số này của Haaland chỉ là 22 trận. Đây mới chỉ là tháng 2 và ngoại hạng Anh còn tới 15 vòng đấu nữa, nên tiền đạo người Na Uy sẽ phải vượt qua đàn anh để lập kỷ lục mới. Hiện tại cầu thủ này cũng một mình một ngựa trong cuộc đua vua phá lưới ngoại hạng Anh khi hơn người xếp thứ hai 9 bàn. Arsenal muốn chiêu mộ Marcus Rashford. Tờ Football Insider tuyên bố rằng huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đang quan tâm tới việc chiêu mộ tiền đạo người Anh Marcus Rashford, mặc dù khả năng Rashford chuyển đến một đối thủ khác cùng chơi tại Premier League dường như là điều không thể. Với Arsenal mùa giải này, họ đã chi ra 45 triệu bảng để mang về Gabriel Jesus từ Man City. Đáng tiếc là tiền đạo này đã gặp chấn thương dài hạn trong khi phục vụ đội tuyển Brazil ở World Cup. Do đó, vào thời điểm hiện tại, Arsenal chỉ còn một trung phong cắm đúng nghĩa là Eddie Nketiah. Còn với Rashford, anh đã lột xác hoàn toàn ở mùa giải này. Đến nay, anh đã ghi được 21 bàn thắng và bỏ túi 8 được kiến tạo sau 34 trận, tính trên mọi đấu trường.
Manchester United đã đưa ra quyết định gia hạn thêm một năm hợp đồng với cầu thủ này và nó sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2024. MU cho Greenwood cơ hội trở lại. Tờ Mirror cho biết, MU chuẩn bị đánh giá ý kiến từ phòng thay đồ của đội bóng liên quan đến đề xuất cho phép tiền đạo Mason Greenwood trở lại thi đấu cho câu lạc bộ này. Chân sút 21 tuổi người Anh đã bị đình chỉ ra sân kể từ tháng 1 năm 2022 sau khi bị cảnh sát bắt tạm giam liên quan tới đơn tố cáo bạo hành, cưỡng hiếp và kiểm soát hành vi thái quá với bạn gái cũ Harriet Robson. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến cựu tiền đạo đội tuyển Anh này vừa được xóa bỏ. Ngay sau quyết định đó của tòa án, MU đã quyết định mở cuộc điều tra với Greenwood để quyết định cơ hội để cầu thủ đang hưởng lương 100.000 bảng một tuần và còn hợp đồng đến năm 2025 có thể trở lại tập luyện và thi đấu cho Quỷ Đỏ. Theo tờ ESPN, những người đứng sau cuộc điều tra sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các cầu thủ cấp cao của đội bóng nam và nữ của MU để giúp câu lạc bộ đi đến quyết định đúng đắn về tương lai của Greenwood. Quyết định cuối cùng dường như sẽ được đưa ra ít nhất vào mùa hè này. Những lo ngại sẽ xuất hiện bên trong phòng thay đồ tại nhà hát của những giấc mơ rằng không phải tất cả cầu thủ đều có quan điểm giống nhau về việc Greenwood có khả năng trở lại thi đấu cho câu lạc bộ. Tờ The Times cho rằng một số cầu thủ của đội 1 nam tỏ ra lo lắng, trong khi những người khác được cho là có thái độ bất bình với việc Quỷ Đỏ định cho tiền đạo sinh năm 2K1 tái xuất dù các cáo buộc chống lại cầu thủ này đã được bãi bỏ. Tờ này còn đưa ra những các thành viên đội bóng nữ Quỷ Đỏ cũng khá lo lắng về việc Greenwood trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của đội bóng, trong khi các nữ nhân viên khác được cho là cũng chung lo lắng. Nhiều đối tác thương mại MU thì có quan ngại về chân sút mã số 11 tái xuất có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của họ và câu lạc bộ. MU đàm phán mua lại Sabitzer từ Bayern Munich. Nguồn tin của nhà báo Đức Florian Plettenberg tiết lộ, MU bắt đầu xúc tiến kế hoạch thuyết phục Bayern Munich bán Marcel Sabitzer. Về phía đội bóng Đức, giới chóp bu tại sân Allianz Arena cũng cởi mở với kế hoạch từ phía đội bóng Anh, bởi vì họ đã có Coran Leimer từ Leipzig theo dạng cho mượn. Vào mùa hè tới, Leimer sẽ gia nhập Hùm Xám xứ Bavaria. Trước đó, đồng đội cũ của Sabitzer đã đạt thỏa thuận cá nhân và ký hợp đồng cùng Bayern Munich. Trong khi đó tại MU, tiền vệ 28 tuổi đang tỏ ra hạnh phúc. Anh chia sẻ sau quãng thời gian ngắn ngủi qua áo Quỷ Đỏ rằng: "Ngay từ những phút đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự phù hợp và có cảm giác mọi thứ đều rất ổn. Đội bóng có tinh thần chiến đấu, những bàn thắng đẹp và là một tập thể gắn kết. Thật vui khi thuộc về một tập thể như vậy." Nhà báo Plettenberg khẳng định, dù hợp đồng cho mượn của Sabitzer không bao gồm điều khoản mua đứt, nhưng MU hứa hẹn sẽ sở hữu tiền vệ này với giá không quá 35 triệu bảng. Đây là con số cực kỳ ưu đãi trong bối cảnh đội bóng chủ sở Old Trafford luôn bị các đối thủ ép giá trong những năm gần đây. Tottenham tiếp bước MU sắp đổi chủ. Theo nguồn tin từ tờ Financial Times, tỷ phú người Mỹ gốc Iran Jam Najafi đang lên kế hoạch mua lại Tottenham với giá 3,75 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến ông sẽ tiếp cận chủ sở hữu Joe Lewis và chủ tịch Daniel Levy của Gà Trống để đưa ra lời đề nghị trong vài tuần tới. Cụ thể thì vị tỷ phú 60 tuổi góp 70% vốn, 30% còn lại được hỗ trợ với các nhà đầu tư đến từ Trung Đông. Giá thầu 3,1 tỷ bảng, bao gồm vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ bảng cùng với 610 triệu bảng để giải quyết các khoản nợ của câu lạc bộ. Nếu thỏa thuận được thông qua, thương vụ này đã đánh dấu sự khép lại của triều đại Joe Lewis và Daniel Levy. Sau khi giành quyền sở hữu Tottenham vào năm 2000, bộ đôi này nhận được nhiều thiện cảm vì khả năng quản lý tài chính hiệu quả, thường xuyên giúp đội bóng giành vị trí cao tại ngoại hạng Anh và vẽ dự Champions League, đồng thời xây dựng sân vận động mới. Dù vậy, việc Gà Trống lâm vào cảnh trắng tay kể từ chức vô địch League Cup 2008 khiến người hâm mộ ngày càng thất vọng. Giới chủ của Tottenham nhiều lần hứng chịu chỉ trích vì thiếu tham vọng, chỉ lo bán cầu thủ để kiếm lời.